Đây là một lớp học yoga dành cho các em bé tại một trường mầm non tư thục ở quận Bình Thạnh. Cũng là một giờ học hàng tuần trong chương trình giảng dạy chính thức của trường. Tùy theo mỗi độ tuổi, các hướng dẫn viên của trường sẽ có những bài học theo giáo án riêng biệt, theo chương trình của Singapore và Úc, để các em có thể tiếp cận được với yoga ở mức sơ khởi nhất. Yoga của mình là thông qua những cái hoạt động vui chơi, những cái trò chơi, hoặc là những cái câu chuyện, những bài nhạc, rồi để mà mình tiếp cận đến trẻ, mình hiểu được tâm lý của con, mình đưa yoga để mình phát triển cái phần tinh thần cũng giống như là thể chất cho con. Con nít á, thì các bạn sẽ vô tư lắm. Các bạn thích thì các bạn khóc, các bạn không thích thì các bạn sẽ không tham gia. Thì những cái đó mình phải hiểu để mình xử lý tình huống sư phạm. Yoga dạy cho các bé nhỏ rõ ràng đòi hỏi sự thích ứng linh hoạt trong quá trình giảng dạy, kỹ năng sư phạm tốt của một người hướng dẫn viên, nhất là cách truyền đạt. Do các bé còn quá nhỏ để có thể hiểu được các bài giảng, nên yoga thông thường được sáng tạo thành yoga kể chuyện. Ví dụ, một bài tập thở sẽ được thay đổi thành câu chuyện của một loài vật hoặc dùng các món đồ chơi nhiều màu sắc để các bé thực hành sinh động trực quan hơn. Từ đó, các bé có thể tiếp thu tốt hơn và cải thiện rõ rệt ở năm mặt: nhận thức, ngôn ngữ, thể chất, cảm xúc và giao tiếp xã hội. Trong những cái vui chơi, hoạt động, những cái sinh hoạt, những cái tư thế như vậy á, thì mình mới lồng ghép một số những tư thế vào, thì các bé vừa chơi vừa học yoga mà các bé không phát hiện ra là mình đang học. Mình dạy yoga cho bé cũng được 5 năm rồi đó, thì mỗi ngày mình thấy mình trẻ thêm được miếng, mỗi ngày trẻ thêm được miếng, tại vì ngày nào cũng phải vô, cũng phải nói cái kiểu là các con ơi, các con à, thì làm sao mà già được. Với lại tập với các bé rất là vui, các bé toàn là cười rồi nói, nói chung là tâm hồn nó rất là ngây thơ, làm cho mình cũng trẻ theo vậy. Ở nhà có tập yoga không? Con tập yoga thì con thấy làm sao? Kể cho con nghe với. Vui. Con tự làm vậy. Cái đó là động tác gì? Một lợi ích khác khi cho trẻ tiếp cận yoga từ sớm là cách vận động trong yoga có thể giúp bé rèn luyện vận động đơn giản, các tư thế tĩnh, điều khiển vận động ở các cơ khớp nhỏ như ngón tay, ngón chân. Đây vốn là điều rất cần thiết cho các bé đang trong giai đoạn đầu đời và là điều mà bất kỳ phụ huynh nào cũng mong muốn con em mình có thể làm được. Tôi nói bé là con hãy chào xuống cúi namaste đi, thì con có thể là bẻ chân ra và cúi gập xuống, thì cái đó mình rất là bất ngờ. Cái khả năng ghi nhớ bạn tăng cao, cái thể chất của bạn cũng nhanh nhẹn hơn, với lại là bạn có cái sự tập trung hơn, tập trung với lại ghi nhớ được. Yoga là một môn khoa học thể dục thể thao giúp rèn luyện sức khỏe, mang đến sự thư giãn và giải tỏa áp lực tinh thần hiệu quả. Còn đối với trẻ nhỏ, yoga như một hành tinh mới đầy thú vị với rất nhiều điều để khám phá và học hỏi.